Nhìn lại ngày 6 tháng 11 năm 2020, nữ đại biểu trẻ của tỉnh gia Lai Pleiku, bà Kershaw Berkab, kết dòng gây gắt khi chất vấn với Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại phòng họp. Đến lượt chất vấn, đại biểu Kershaw Berkab gọi tên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà để tiếp tục truy vấn chủ đề đã đạt được từ ngày hôm trước. Bộ trưởng có trách nhiệm như thế nào bộ trưởng nói bào lũ sạt lỡ ở miền trung trong những ngày qua là do trời mưa địa chất bị đứt gãy vậy bộ trưởng cho biết thời gian tới bộ trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ việc xây dựng phát triển thủy điện nhỏ đúng không nữ đại biểu hỏi theo bộ trưởng ông trời mẹ thiên nhiên và rừng có quan hệ gì với thực trạng bảo vệ rừng hiện nay ở việt nam với tư cách chuyên gia đơn vị tham mưu cho thủ tướng chính phủ Bộ trưởng thấy mình có trách nhiệm như thế nào với thực trạng đó? Bà Kershaw hơi bởi khắp nêu chất vấn. Cùng chủ đề, đại biểu Gia Lai trao đổi với Thủ tướng, Tây Nguyên không thể trở thành sa mạc được, mà phải được phủ xanh bạt ngàn, phải xem xét vấn đề thủy điện nhỏ để hạn chế phá rừng. Trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Nga nói, rừng còn quan trọng hơn cả trời. Tôi muốn nói với đại biểu rằng, khi trả lời Tôi không nói Thủy Điện là nguyên nhân hay Thủy Điện không là nguyên nhân. Tôi nói rằng con người là nguyên nhân. Bộ trưởng Trần Hùng Hà nói khi quyết định làm Thủy Điện thân thiện với môi trường như nhiều quốc gia vận mình khác như Na Uy rất nhiều Thủy Điện họ dựa trên thế năng tự nhiên. Còn nếu chúng ta tận dụng mọi cơ hội để khai thác Thủy Điện và chúng ta chấp nhận bỏ rừng thì khi đó là nguyên nhân con người, ông Hà nói. Bộ trưởng tiếp tục trình bày, đại biểu nói với tôi rằng rừng quan trọng như thế nào là trời. Tôi nghĩ rằng còn quan trọng hơn cả trời, bởi vì tôi thở không khí từ oxy. Rừng cung cấp 70% các tài nguyên cung cấp cho cuộc sống của, con người. Rừng là hết sức thiêng liêng. rừng sinh thủy, rừng chứa chúng ta. Trong chiến tranh thì rừng che bộ đội. Tôi muốn nói về vấn đề đại biểu nêu thì tôi nói Thủy Điện không phải là nguyên nhân là hậu quả do các việc chúng ta khai thác tài nguyên thiên nhiên mà không dựa vào quy luật tự nhiên. Việc này chúng ta có thể khắc phục được. Thứ hai, mất rừng không có nghĩa là cứ nghĩ đến thủy điện. Bà Kershawberg nói: Tôi cố gắng thấu hiểu bộ trưởng thì không hiểu tôi nói gì. Dơ bảng sử dụng quen tranh luận sau đó. Đại biểu Kershawberg nói: Tôi rất cảm ơn vì bộ trưởng đã khẳng định rằng cây rừng tự nhiên là vấn đề cốt lõi của mọi vấn đề trong bảo vệ môi trường tuy nhiên tôi rất chăm chú lắng nghe và cố gắng thấu hiểu nhưng bộ trưởng có nghe mà không hiểu tôi hỏi gì câu hỏi của tôi bộ trưởng chưa trả lời tôi hỏi bộ trưởng có ủng hộ tiếp tục xây dựng thuế điện nhỏ nữa hay không câu hỏi có hoặc không chứ không có nhưng nữ đại biểu nói tôi hỏi theo bộ trưởng ông trời mẹ thiên nhiên và rừng có mối quan hệ gì với thực trạng bảo vệ rừng hiện nay nó liên quan đến việc sạt lở vừa qua ở miền trung không tự nhiên mà trời mưa được không tự nhiên mà địa chất đứt gãy Và cơ nói bộ trưởng có nói trong hội trường này rằng dân ở đó sống cả trăm năm nay và họ trồng rừng cây sản xuất đấy chính là lý do của việc sạt lở tức là cây rừng tự nhiên đã mất đi từ lâu rồi không có sự cải tạo đất nên gây ra địa chấn và vấn đề môi trường. Trách nhiệm của Bộ trưởng việc đánh giá vấn đề môi trường đối với các dự án công trình rõ ràng là có sai sót nên mới gây ra hậu quả như ngày hôm nay. Thứ ba là với tư cách chuyên gia tham mưu cho Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thấy trách nhiệm như thế nào trong việc bảo vệ môi trường hiện nay Việt Nam? Câu này Bộ trưởng cũng chưa trả lời, đại biểu Gia Lai nhấn mạnh. Chúng ta đã thấy tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến việc chặt phá rừng tại Tây Nguyên và đến địa bàn người Trai tại Ratanakiri, Campuchia. Tuy nhiên, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bị bèo trên các cơ quan truyền thông quốc tế như là một nhà đầu tư điển hình của Việt Nam có các hành động hủy hoại môi trường và xã hội tại quốc gia mà mình đang đầu tư. Hôm ngày 29 tháng 5 năm 2021, Nhật báo China Morning Post SCMC đăng tải bài viết có tựa đề một tập đoàn Việt Nam Hòa Anh Nhà Lai có liên kết với World Bank bị cáo buộc tàn phá đất đai của người Chai Bán địa dạ ở Campuchia. Bài viết đưa tin các tổ chức nhân quyền cáo buộc Hòa Anh Nhà Lai lợi dụng đại dịch Covid-19 để phá hủy khu nghĩa trang, vùng đầm lầy và khu rừng già của người bán địa. Dạ tại tỉnh Ratanakuri ở Cambodia trong dự án làm đồn điền cao su. Dù các cáo buộc này không nhắm đến World Bank, Ngân hàng Thế giới, nhưng tên của nó lại xuất hiện ngay trên tựa đề bài báo đủ thu hút sự chú ý vượt ra ngoài phạm vi của Việt Nam và Cambodia để trở thành một đề tài của quốc tế. Trước đó, hôm ngày 25 tháng 5, tờ Phnom Penh Post có bài viết công ty Việt Nam phá hủy đất đai bán địa người Trai, nói rằng theo một thỏa thuận hòa giải năm 2015, thì Hoàng Anh Gia Lai phải trả lại vùng đất rộng 742 ha cho cộng đồng người Trai bán địa ở tỉnh Ratanakiri, Cambodia. Thế nhưng, lợi dụng thời điểm đại dịch, Hoàng Anh Gia Lai lại tiến hành san ủi và giải phóng mặt bằng, theo lời cáo buộc. Trong khi cộng đồng chờ đợi sự phê chuẩn chính thức của Bộ Nông lâm và Thủy sản về việc trả lại khu đất đã bị trì hoãn do dịch Covid-19, thì tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã san núi hai ngọn đồi, vùng đầm lầy, khu vực săn bắn truyền thống và khu vực nghĩa trang. Một đại diện cộng đồng người bán địa ở tỉnh Ratanakiri nói với Phnom Penh Post, theo SCMP, cho biết, Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được khoản vay từ Phi Phi Bank và TB Bank là hai tổ chức tài chính tư nhân Việt Nam do Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC thuộc World Bank đầu tư. Dù quan hệ của IFC với Hoàng Anh Nhật Lai chỉ là mối quan hệ bác cầu, nhưng trước cáo buộc này, IFC cho biết họ đang tiến hành xác minh sự việc. Nếu IFC được xác nhận rằng một đối tác đã không tuần thủ các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội thì ifc sẽ nêu ra vấn đề và tìm cách khắc phục ifc xác nhận trong một tuyên bố cũng theo tờ báo hàng đầu Cambodia này dẫn lời ông srivuti phát ngôn viên của bộ nông nghiệp nước này cho hay đã có một số bất đồng về diện tích đất được trả lại cho dân làng sai lầm nhỏ hậu quả to đến lúc này hoàng anh gia lai vẫn chưa lên tiếng phản hồi về các cáo buộc khi Nhật báo SMCP có đề nghị bình luận qua email, đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai bị tố có hành vi lấn chiếm đất đai, hủy hoại môi trường và xã hội ở Comedia. Trước đó, tập đoàn này đã bị đeo đứng bởi cáo buộc của tổ chức nhân quyền Global Witness trong báo cáo vào tháng 5 năm 2013 có tựa đề Các công trùm cao su cách thức các công ty Việt Nam và các nhà tài phiệt quốc tế đang tiến hành cuộc khủng hoảng chiếm đất đai tại Campuchia và Lào. Trong nhiều năm qua, một chiến thuật khá hiệu quả mà các hoạt động Campuchia đã sử dụng để chống lại các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đoạt đất đai của các cộng đồng bán địa ở Campuchia là họ sẽ đánh vào các mối liên hệ của nhà đầu tư như trong trường hợp này nhắm vào IFC thuộc World Bank là một thí dụ. Sự cáo buộc lần này cũng đến từ các tổ chức nhân quyền, đó là tổ chức Equal Table Cambodia, nghĩa là Công bằng Cambodia và Inclusive Development International, phát triển tập đoàn quốc tế. Theo thông cáo báo chí chung của hai tổ chức này, tuyên bố vào hôm 25 tháng 5, nói rằng họ đã đệ đơn khiếu nại lần thứ hai lên IFC vì mối quan hệ tài chính giữa IFC và hoàng anh gia lai thông qua các nhà đầu tư tài chính trung gian của việt nam là tb bank và VPbank bank mặc dù ifc đã cho biết là họ không có mối liên hệ tài chính trực tiếp nào với hoàng anh gia lai nhưng ifc đã đầu tư vào VPbank bank và tb bank mà hai tổ chức tài chính này lại cho hoàng anh gia lai vay vốn làm dự án cao su nên IFC không thể khoanh tay đứng nhìn. Với trách nhiệm xã hội và các nguyên tắc phát triển bền vững, trong đó có việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, buộc IFC không thể nào đứng nhìn, đứng ngoài cuộc mà phải ra tay ngay lập tức, lời hứa. Nêu ra vấn đề và tìm cách khắc phục, có vẻ như Hoàng Anh Nhà Lai đã không rút ra được bài học trước đó từ Global Witness, tiếp tục phạm sai lầm khi đơn phương rời khỏi cuộc đàm phán với cộng đồng bán địa tại Ratanakiri, Cambodia vào tháng 3 năm 2019, sau đó tiếp tục tiến hành việc san ủi không trả lại đất cho người bán địa tại tỉnh Ratanakiri, dẫn đến việc các tổ chức nhân quyền khác lại phái vào cuộc ngay. Việc đúng hay sai về pháp lý trong cuộc tranh chấp này đôi khi không còn mang nhiều ý nghĩa về bên cạnh nó sẽ là sự phản ứng của công chúng đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nhân quyền, niềm tin của đối tác trong kinh doanh và giá trị doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng trách nhiệm xã hội. Một khi trở thành một doanh nghiệp đáng ghét, chiếm đất phá rừng, trở thành thương hiệu, liệu Hoàng Anh Gia Lai có đủ sức tồn tại trong thế giới phẳng của thông tin hay không? Cũng như giới chức cơ quan môi trường của tỉnh Rotanakiri, Cambodia lên kế hoạch kiểm tra một hồ nước sau khi cộng đồng ngư dân ở tỉnh này là người Jrai cáo buộc công ty Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam đổ rác thải nhựa và chuối xuống hồ nước của họ gây độc hại cho cá trong hồ và ảnh hưởng đến cuộc sống của con người tại nơi đây. Tờ Phnom Penh Post vào ngày 6 tháng 7 cho biết thông tin vừa nêu và dẫn lời của Giám đốc Sở Môi trường tỉnh Ratanakuri, Paul Cameron, cho biết thêm rằng một nhóm nhân viên đã hướng dẫn công ty hoàng anh như lai ký kết hợp đồng xử lý rác thải đúng theo quy định giới chức chính quyền nói rằng công ty hoàng anh như lai đã di rời toàn bộ chất thải của công ty này tuy nhiên theo một báo cáo gần đây cho thấy hoạt động đổ bỏ chất thải bắt đầu tái diễn và không ngừng báo cáo ghi nhận công ty hoàng anh như lai đổ bỏ rác thải nhựa và chuối xuống hồ nước ở xã Tram Tris, làng Fram, huyện Con Bom, Trường nhóm ngư dân ở làng Fram, Đúc Chani, hồi tháng 5 nói rằng cư dân của làng bắt gặp một công ty của Hoàng Anh Nhà Lai Việt Nam đổ rác thải xuống hồ nước. Sau khi chính quyền địa phương kiểm tra vào ngày 26 tháng 6, thì công ty này đã chôn rác thải thay vì đổ xuống hồ. Đúc Chani cho biết thêm rằng có hàng trăm xe tải chở hàng tấn rác thải loại rác thải đổ xuống hồ cồm túi và chai nhựa khiến nước trong hồ bốc mùi cá bị nhiễm độc và người dân tại nơi đây đã ngừng tắm cũng như câu cá ở hồ vì bị nỗi mẩn ngứa trên già Chủ tịch huyện con Mom lại nói công ty hoàng anh nhà lai đã rời toàn bộ rác thải ra khỏi hồ nước đồng thời khẳng định đó là chuối không phải rác thải và công ty này đã ký hợp đồng với chính quyền huyện Con Mom để di rời đi. Trong khi đó, Giám đốc Sở Môi trường tỉnh Ratanakiri, Paul Cameron nói với Phnom Penh Post rằng cơ quan này phân công nhân viên đến hồ kiểm tra trong những ngày tới và nếu tìm được chứng cứ công ty Hoàng Anh gia Lai cây ô nhiễm độc hại cho hồ thì sẽ phạt theo luật định ngay lập tức. Hồ nước được nói đến rộng khoảng 2 hectare, cách trụ sở công ty Hoàng Anh gia Lai chừng 500 mét và cách khu dân cư bán địa người Israel tại tỉnh Ratanakiri khoảng chừng 3 km. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.